Vâng, Đình Nói xin kính chào quý khán giả đài truyền hình SPTN. Ngày hôm nay, Thượng tháng và Luật sư Đỗ Phủ xin được trở lại quý giả trong phần bình luận tin tức của đài truyền hình SPTN. Tuy nhiên, Luật sư Đỗ Phủ vì bận công việc bất ngờ nên là đã không đến được với chương trình ngày hôm nay. Thì Thượng tháng xin mời tiến sĩ Đinh Xuân Quân đến để mà tham gia cùng chương trình bình luận tin uh, tức của ngày hôm nay. Xin chào là tiến sĩ Đinh Xuân Quân ạ. Vâng. Trước hết xin chào quý khán thính giả của đài SPTN và xin chào anh Thượng Thắng. Dạ vâng. Một trong những cái chủ đề quan trọng và nóng nhất cái thưa quý là hôm thứ hai, thì tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết 63 là nói rằng uh, ông Trump có quyền miễn tố với những hành động mà họ cho sẽ, họ cho rằng là có tính có mang tính chất tính uh, tính chất là official tức là tính chất mà về công vụ trong lúc ông thi hành công vụ thì những cái hành động đó thì hoàn toàn được miễn tố còn những cái hành động nào mà có liên quan đến cá nhân thì sẽ không được uh, miễn trừ trong trường hợp này và tối cao pháp viện uh, cho rằng là uh, cái nhiệm vụ của tối cao pháp viện không phải là Nhìn xem tất cả những cái bằng chứng nào Là bằng chứng cho thấy là Hành động này có mang tính chất Là công vụ Và hành động này có mang tính chất là uh, Tư nhất, nhân Thì Tòa tối cao pháp viện không phán xét Cái điều đó mà trả lại cho uh, Phía bên uh, tòa cấp dưới Để tòa cấp dưới Nhìn tất cả những cái bằng chứng đó Để mà đưa đến quyết định rằng là Cái hành động nào mà ông Trông làm được xem là có mang tính cách công vụ, tức là trong lúc ông là tổng thống và hành động nào có mang tính chất là tư nhân trong trường hợp này để mà có thể bị truy tố thì uh, qua cái, cái vụ này thì uh, uh, tiến sĩ nhận định như thế nào? Vâng, trước hết á, theo đánh giá của tôi đó, thì tôi thấy đây nó là tốt nhưng mà tốt tại sao và yeah. ở chỗ nào? Dạ, yeah. trước hết á là cái quyết định này của tối cao pháp viện. 6 cộng nghĩa là 6/3, 6/3 nghĩa là có 3 người không đồng ý với cái quyết định này. Yeah. Nếu mà chúng ta có một cái quyết định 90 đó thì lúc đó nó lại khác. Do đó nó cho thấy là có sự khác biệt tại tòa án tối cao Pháp viện và cái việc này nó không sẽ dễ dàng giải quyết đâu. Đó yeah. là một cái thứ hai đó là nó cho thấy là khi mà cựu tổng thống Trump đó ông ta xin là miễn tố cho tất cả các hành vi của ông ta thì ở đây đó tối cao pháp viện không chấp nhận cái chuyện đó. Tất cả những cái chuyện mà ông ta làm vì công vụ thì có thể chấp nhận được và những cái việc mà ông ta làm vì vấn đề cá nhân thì làm sao mà nghĩa là miễn tố được? thì đây đó nó cho một cái nó rõ ràng cái rõ ràng là cái gì những cái gì ông ta làm không phải vì công vụ đó thì sẽ bị truy tố và cái chuyện duy nhất có thể nói được cái mình có thể nói là cái hiệu quả hay là cái hậu quả không có tốt của cái nghĩa là uh, vấn đề mà tố cao phát viện ra cái phán quyết này đó thì là cái việc mà xử cựu tổng thống Trung bị tố cáo vào ngày 6 tháng 1 đó thì nó sẽ trễ lại chứ không có thể nào mà miễn tố được tại vì những cái chuyện này đó mình cũng hên nói hên đó hên là chỗ nào khi anh tường thắng hay ông quân đi làm một cái việc gì đó bao giờ người ta cũng cho một cái gọi là cái term of reference là trách nhiệm ông là cái gì? Yeah. Thì nó rõ ràng lắm. Ví dụ ông làm tổng thống, trách nhiệm của ông đâu có phải là tổ chức ngày 6 tháng 1. Nó không phải trong quyền hạn công vụ của ông. Quyền hạn công vụ của ông là phải ông tổng thống là phải bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ và phải chống lại những kẻ mà phá Hoa Kỳ. Thì ở đây đó nó rõ ràng trong cái, cái, cái công vụ đó, nó không có cái việc mà gọi là tổ chức nghĩa là tiến vào quốc hội cái chuyện đó nó là sai nó là chuyện cá nhân của ông ta thì do đó nó ngược lại vì vậy đó quý vị có thể nhìn nó là ly nửa đầy hay là một phân nửa đầy thôi thì ở đây đó tôi thì tôi đánh giá là thế này cái chuyện này đó dù muốn nó chỉ kéo dài cái vấn đề mà gọi là đưa ông Trump ra tòa trước ngày tháng 11 này trước khi bầu cử thôi chứ không có ông ta sẽ không được miễn tố và tiếp tục sẽ bị kiện vâng à, nhưng mà để để từ tháng uh, diễn nghĩa lại chút xíu vâng dạ cái việc mà ông Trump, cái hành động của ông Trump vào ngày 6 tháng Giêng 2021 thúc đẩy những người ủng hộ ông vào uh, tòa nhà quốc hội đó thì tối cao pháp viện không có ra phán quyết cái vụ này vâng tối cao pháp viện thảy xuống cho tòa cấp dưới vâng nói rằng tòa cấp dưới quyết định vâng chứ còn thẩm quyền của tối cao pháp viện chỉ quyết định vấn đề là hai vấn đề là đối với những hành động mà mang tính cách công vụ thì được absolute immunity được miễn tố vâng. hoàn toàn nhưng với những hành động mang tính cách cá nhân thì không được. Tố cao viện chỉ ra cái phán quyết thế bằng cớ là chúng ta nhìn thấy hai cái hai cái uh, hai cái uh, hai nhóm nhóm bảo thủ là nhóm đại diện bởi chánh thẩm John Robert với sáu phiếu bầu ông John Robert ông viết ông nói rằng là những hành động nào được miễn tố chỉ khi nào hành động đó mang tính cách công vụ mà thôi. Và Tại sao ông làm như vậy là bởi vì ông nói là mình phải quyết định như vậy đó để tránh trường hợp cho những vị tổng thống tương lai đi truy tố những ông tổng thống tiền nhiệm của mình. Lấy thí dụ nha. Lấy thí dụ như bây giờ ông Trump ông thắng cử tháng 11 đi. Rồi ông truy tố lại ông Biden. Ông truy tố ông Biden thì ông bảo là nếu mà cứ, nếu mà làm được như vậy đó thì có nghĩa là tổng thống tương lai cũng sẽ tiếp tục những ông tổng thống tương lai tiếp tục truy tố những ông ông tiền nhiệm của mình vì một số hành động nào đó cho nên phải có cái hành động gọi là miễn trừ nhưng mà miễn trừ trong cái trong công vụ mà thôi để chấm dứt cái tình trạng đó còn cái việc mà cái cái bằng chứng nào cho thấy đây là công vụ đây không phải là công vụ mà tư nhân thì cái đó tòa dưới quyết định đó không phải thuộc thẩm quyền của tối cao pháp viện và đó còn bà Sotomayor đó là là thẩm phán tối cao pháp viện đại diện cho phía cấp tiến à, gồm ba phiếu chống lại thì bà nói thế này một ông tổng thống mà được quyền dùng cái quyền hành tổng thống và cái tòa bách ốc và cái và cái bình phong tổng thống của mình để quyết định tất cả mọi thứ thì đó là ông vua rồi. đi ngược lại cái hiến pháp hoa kỳ là không ai được quyền ngồi lên trên đứng trên luật pháp của mình. đó là cái đúng như lập vậy. luận của ông của bà thẩm phán soto đúng đúng. còn như ông vậy. john robert thì ông bảo chứ chúng ta cần phải chấm dứt cái tình trạng mà sống trong một cái xã hội mà ông tổng thống đi uh, uh, vừa thắng cử lại truy tố ông tổng thống tiền nhiệm. Bất cứ ai, không phải chỉ ông Trump, ông Biden Mà bất cứ người nào trong tương lai Và chính vì vậy đó Tuy nhiên, bây giờ lấy thí dụ cái vụ 16 tài thăng viên nha Đã. Bây giờ ông trả lại cho tòa cấp dưới Như là à, Tiến sĩ vừa Trình Bày Nếu tòa cấp dưới bảo rằng là Cái ngày hôm đó đó, cái hành động của ông Là ông hành xử không phải nằm trong Cái công vụ, mà Đã. với tư cách là Một ứng cử viên Đã. Đi tranh cử tổng thống Vậy thì với tư cách đó, thì cái hành động đó Là cái hành động phải nói là cá nhân rồi, đúng Chứ không rồi, phải công vụ, đúng vậy rồi. Vậy trong trường hợp này ông sẽ bị truy tố, đúng, đúng không? đúng. Nhưng mà bây giờ thí dụ ha, tòa cấp dưới nói như vậy đi, thì ông liệu câu hỏi đặt ra là ông Trump, ông có quyền quay ngược lại tối cao pháp viện ông bảo cho ở dưới đó họ họ bảo rồi, hết rồi, đó, rồi hết rồi, hết rồi, hết rồi, đúng hết rồi, không có trở lại được nữa. Không trở lại được nữa. Đúng. Mà khi mà đưa như vậy đó bị vậy đó, tôi lại ngược lại, tôi nói là cái vấn đề mà tối cao pháp viện phán quyết như vậy đó nó cũng có cái hay chứ không phải là cái nào cũng dở hết yeah. cái hay của nó là chỗ nào bây giờ không có thể nào kiện lên trên nữa kéo dài thời gian nữa xuống tòa dưới nói anh có tội thế là anh có tội anh không có kiện lên không có không, chống không kiện lên ngược lại tại, không tại không vì không, không kiện, kiện được, được hai lần vâng thế thôi tại vì thứ hai là tối cả viện đã nói rồi vì vậy đó cái, tôi cái, nói cái, cái là việc không mà. có phải là cái gì nó cũng xấu đúng. hết đâu cái việc vì, mà đúng tối cả viện nói rằng là cái việc mà quyết định là tòa nào á, là quyền của tòa dưới đúng chứ không phải quyền của tòa cao pháp viện đúng Đừng kiện lại nữa và nếu mà đưa lên đó thì là sẽ bị bắt đúng vậy nó như vậy nó rõ ràng như vậy đó rõ ràng mình... là... cho nên chúng ta phải chúng ta phải chờ xem là bây giờ tòa cấp dưới đó và. Vâng. họ sẽ quyết định cái sự kiện vào ngày 6 tại tháng viên nó như thế nào tôi xin phép nghe là phân tích thêm nữa dạ vâng. để cho quý khán thính giả và quý vị theo cái ý cá nhân của tôi đó thì tôi thấy tới bây giờ đó cái chuyện nó bây giờ nó rõ ràng rồi không có đường nào mà kiện lên nữa. Dạ. Yeah. Nếu mà tòa dưới nói là ông có tội ông bị xử đó thì quý vị biết là tất cả tòa dưới đều nói cái chuyện đó hết. Dạ yeah, vâng. Đúng không? Đúng. Thì là không có đường nào mà gọi là là là, là kiện lại, nghĩa là phán án, nghĩa là xin xin tại vì bây giờ trở lên tòa kia là sẽ bị bác thôi. Dạ. Yeah. thì cái đó nó cũng là cái hay chứ không phải cái gì cũng giờ hết đâu. Nhưng mà nó có cái gì thưa tiến sĩ? Vâng. Nếu như ông Trump thắng cử, Vâng. ông có thể áp lực tòa gọi là à, không phân không cần pháp áp lực, ông hủy ta... bỏ. Vâng. Cái vụ án này. Vâng. đúng không? Vâng. Ngay đúng. cả cái vụ mà ông lấy tài liệu về tài liệu mật từ tòa bạch ốc về phía bên Marago ở Florida cất giấu ông đó khác khác hẳn hai cái nó khác hẳn còn... cái vụ đó ông cứ nói đi, cũng là cái vấn đề là có được quyền miễn miễn trừ hay không không tại vì giờ ông ta không hết làm tổng thống rồi thì đúng rồi khi đó. là đó là hết làm tổng thống rồi nhưng mà phải ông ta phải ra một cái sắc lệnh nghĩa là tha đó cũng như là ông tha mấy người tủ tội nghĩa là gì đó thì cái đó nó có cái quyền đó ông ta vẫn còn cái quyền nếu mà ông ta là tổng thống có thuyền tha cái vụ kiện đó. Nhưng mà cái chuyện đó đó ông ta vẫn có tội là tại vì những cái gì ông ta làm là sau khi ông ta không còn làm tổng thống nữa, ông ta mang tài liệu về nhà. Thì ông yeah. ta đâu có phải tổng thống, đâu, đâu có đúng, phải đúng, công đúng, vụ nữa, yeah, yeah, yeah. thì rõ ràng lắm những cái chuyện đó đó thì mình thấy là ở đây đó nó cũng có cái hay chứ không phải là cái nào cũng dở hết. Mỗi một vì vậy đó ở Hoa Kỳ quý vị sẽ thấy nếu mà không phải ông tổng thống uh, trump thắng đó ông trump sẽ không thắng đó thì quốc hội sẽ làm lại luật và nó sẽ khác hẳn dạ vâng đó do dạ vâng. trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay thượng năng xin mời quý vị theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình sputnik chúng tôi sẽ trở lại về lại Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại của đài truyền hình SPTN. Sau đây thường nắng xin được trở lại với lại quý khán giả của đài truyền hình SPTN trong phần bình luận tích tức của ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ Đinh Xuân Quân, có nhiều người đó họ có thể đưa ra những tin thông tin không có đúng hẳn. Nói rằng là Tổng thống Trump được absolute immunity, tức là miễn trừ tuyệt đối. Đúng không? Không. Cái chuyện đó không có. Cái, cái, vì vậy đó quý vị thấy là khi mà lên đưa lên tố cáo pháp viện tố cáo pháp viện không có nói là ông ta được miễn trừ tố miễn tố chỉ miễn tố khi nào ông ta làm công vụ mà thôi tức là những partial. cái gì vâng Partial Sơn thôi không có phải là cái gì cũng miễn tố hết ví dụ tôi lấy anh anh vừa đưa tôi một cái ví dụ là ông ta cầm tài liệu mật mang về nhà sau khi ông ta không làm tổng thống nữa mà người ta theo đuổi làm sao miễn tố được cái chuyện đấy rõ ràng là ông ta không phải công vụ nữa ông ta không còn làm tổng thống nữa thì lẽ dĩ nhiên là phải đưa ra tòa và đưa ra tòa thì có thể kiện và có thể nghĩa là chống án nhưng mà dù muốn dù không không thể nào kéo thời gian qua cái việc mà đưa lên tố cáo phát viện để xét lại cái chuyện nó không xét lại nữa tố cáo phát viện đã quyết định và sau đó là tòa dưới làm việc hết Vậy thì câu hỏi đặt ra thế này, nếu như ông Trump thắng cử tháng 11 này thì ông sẽ xóa bỏ hai vụ án đó. Đúng không? Vụ án ở Mar-a-Lago mang tài liệu về và vụ án là ông kích động người ta đi tấn công một tòa nhà quốc hội. Nhưng mà anh Trường Thắng quên một cái, là nước Mỹ cũng là một nước có luật pháp. Chứ không phải là anh tha cái người tù tội cũng phải có một cái quy trình chứ, đâu có phải làm dấu lén được. Và cái này đó, ông tự tha tội cho ông đó là một cái chuyện khác nữa cái chuyện đó nó chưa bao giờ nó tới hết thì vâng, nó vâng, vâng. sẽ đặt vâng, ra vâng, những vâng, cái trường hợp vâng. Vâng. nhưng mà trong trường hợp này thưa tiến sĩ ông chưa bị kết tội vâng cho nên không thể tha được ông vâng. chỉ Đúng. có thể áp lực bộ tư pháp hủy bỏ thôi chứ ông không thể tha tội tại vì chưa có tội mà vâng chưa chưa Đúng. chưa ra tòa làm sao chưa mà? ra tòa vâng nhưng mà cái chuyện này đó tôi sẽ nói là thế vậy ở đây đó khi mà chưa ra tòa đó thì bao giờ người ta cũng là vô tội yeah. trước khi mà bị xử phải không? Dạ. Yeah. Chưa cái tòa chưa có nói là có tội thì nghĩa là vẫn là chưa có tội. Nhưng mà ở đây đó quý vị đừng có quên đó là hôm nay đó 72% người Mỹ nói là không phải như vậy mà tòa án nói như vậy là không có tội đâu. Đó cái cái mình phải nhớ như vậy nước Mỹ là có ba quyền nó rõ ràng lắm tư pháp, hành pháp và luật pháp yeah. đúng không? Yeah. thì ở đây đó ngày hôm nay đó trên 72% dân chúng Hoa Kỳ nói là cái chuyện này nó là <laughs> ông này là yeah, vâng. đúng không? Yeah, không vâng. phải là dễ dàng mà xóa bỏ cái nước Mỹ đó là một nước rất là nghĩa là tương đối cái gì nó cũng rõ ràng hết yeah. mà rõ ràng đó thì dân chúng người ta sẽ lên tiếng yeah, vâng. và lên tiếng dạ vâng cái một cái vấn đề nữa đó là vâng. ông john robert ông chánh thẩm vâng. ông viết trong cái cái phán quyết của ông, ông vâng. nói rằng là những quyền lực nào mà chia sẻ giữa tổng thống quyền lực hiến pháp đó nhá, vâng. giữa tổng thống và quốc hội vâng. thì cái đó không được miễn trừ vâng. cái đó không được miễn trừ chỉ được miễn trừ khi cái quyền lực mà hiến pháp đó của cá nhân của ông tổng thống mà thôi vâng. thì được miễn trừ còn nếu mà chia sẻ với lại câu hỏi đó là thì không rồi do đó trong cái vụ kiện này đó thì ông Trung luật sư của ông Trung là thua thua <laughs> về cái vấn đề không có miễn trừ không có thể, bị vậy đâu đâu có phải là thắng hết dạ vâng nhưng mà bây giờ là đó... bao giờ người ta đấy tôi, tôi muốn thêm một cái nữa yeah. để anh tường thắng và quý khán giả hiểu khi nào quý vị nên nghe tất cả thấy không người ta nói cái được cái này thắng cái này thua cái này thắng cái này chứ không có phải là giam cái là nhà bên báo nói là ông ông trung thắng đâu có phải như vậy mình phải đọc hết Đúng phải rồi. ngồi nghiên cứu hết và nói nghe hai bên đấy bà sotamayer bà ấy nói bây giờ là, bây giờ chúng ta lại quý vị giúp lại có ông vua tại hoa kỳ sao yeah. đó thành ra quý vị cứ tin tưởng cứ dần dần đừng có cũng như là cái ngày mà mới có một cái đó thì người ta nóng máy người ta trả lời không không <laughs> Hoa Kỳ nó không phải như vậy đâu, không phải là xứ cộng sản đâu. Yeah. Thành ra do đó quý vị cứ từ từ, hả? Nhưng mà tôi đó, tôi thấy là thế này, một cái hiệu quả không có tốt, cái hậu quả không có tốt đó, thì tất cả cái vụ án của ông Trump đó sẽ bị chỉ trễ lại. Trừ cái mấy cái vụ án mà bây giờ có rồi mà sửa soạn ông uh, John Bolton đó ra nghĩa là tuyên bố vào ngày 11 tháng 7 đó. À, cái thì là, cái đó thì cái là, là cái bộ tiền à, của, của tiểu bang cho New York thì rõ ràng không phải công vụ vì đây là anh gian anh gian trong business thì không phải công vụ rồi được. không? phải công vụ <laughs> không, được, không 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 thì không phải đúng công vụ rồi. được. nhưng mà vẫn bị xử như thường. đúng. đó. Thì, thì bây giờ vậy? như thế này thưa tiến sĩ. vâng. hai cái lập luận một cái là ông chánh thẩm John Robert ông vâng. nói là phán quyết này cho thấy những cái hành động nào tính cách công vụ thì được miễn tố, không công vụ thì phải thì phải bị truy tố vâng còn bà Sotomayor là đại diện cho phía cấp tiến thì bảo rằng là chúng ta đang tạo ra một cái tiền lệ ở đó đó nền dân chủ của hoa kỳ bị phá hoại và chúng ta đang có một ông vua đứng vâng. lên trên độc pháp vâng. trong khi hiến pháp hoa kỳ nói rất rõ vâng không ai được đứng trên độc pháp vâng vậy thì trong trường hợp này tiến sĩ của đinh xuân quân đứng phe nào phe tránh thẩm john Roberts hay phe cấp tiến của bà Sotomayor không anh, anh anh bắt tôi chọn thì cũng thấy cũng hơi 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 không không công bằng một chút nhưng mà dựa trên phân tích của tôi tại vì cái nghề của tôi là phân tích và cố vấn người khác thì tôi sẽ nói là thế vậy sự thật bao giờ nó cũng lòi ra hết yeah. anh có thể che sơ sơ một phần thôi không có thể nào che một cách như là quá lỗ lăng được yeah. che ở chỗ này tôi nói che là chỗ nào là đáng lẽ là ông cựu tổng thống 45 phải ra tòa rồi. Yeah. Cái duy nhất phán quyết của nghĩa là 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 cao pháp viện là có phần che chở trong thung vì kéo dài thời gian ông ta trước khi ra tranh cử đó yeah. thì ông ta sao không ra tòa nữa? Yeah. Đó là cái duy nhất nhưng mà không có thể nào nói được là che hết công ta được. Yeah. những cái chuyện ông ta làm mà không có gọi là 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 với tư cách cá nhân đó, không có cái gì là công vụ anh đi lên quốc hội anh phá Quốc hội làm sao công vụ được yeah. đúng không yeah. những cái chuyện đó sẽ còn tiếp tục thì yeah, tôi vâng. nói là thế vậy tôi nói là thế vậy sự thật nó ra đó Hoa Kỳ là một nước dựa trên luật pháp và sau đó những người tổng thống tiếp theo hay là quốc hội tiếp theo họ sẽ thay đổi cái luật lệ về cái này. Dạ vâng. À, đó là cái chuyện mà tối cao phát hiện ra phán quyết. Còn cái việc mà cái cuộc cuộc mà coi như là tranh luận giữa ông Trump và tổng thống cựu tổng thống Trump và ông đương kim tổng thống Joe Biden vừa qua hoàn cho thấy tổng thống Joe Biden đã thất bại. À, vì hiện tại đang có nhiều cái nguồn tin trái chiều cho rằng là tổng thống Joe Biden nên rút lui. À, trong khi gia đình ông, uh, ông ông xin lỗi tổng thống Biden nên rút lui và gia đình của tổng thống Biden thì nói là nên tiếp tục đấu, đấu tranh tranh. Vâng. Vậy thì theo nhận định của tiến sĩ Đinh Xuân Quân thì có nên thay cửa giữa đường không? Không. Tại sao? Tôi nói rõ ràng anh thường thắng quên một cái đó là dù muốn dù không Á Châu nó cũng có một cái gọi là cái khôn ngoan cả ngàn năm không bao giờ lên đài mà thay thay đổi <laughs> con con cờ của mình giữa khi mà đã lên đài rồi là phải tiếp tục. Nếu mà nói như vậy đó, tôi vượt biên lần đầu tiên thất bại, thế là vấn đi sao? Đâu có. Phải tiếp tục và phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tại mình thấy đó, khi mình thấy khi mà người ta in ra cái cuộc tranh luận đó, in ra chứ không phải nói. In ra đó, thì thấy rõ ràng là ông kia ông trả lời rất là đàng hoàng rất là đàng hoàng, tuy có chậm, không, ông nói không ra, ở đâu là ông nói không ra à. thì nó khác. À. Còn cái này khi người ta in ra thì nó in ra là những cái gì ông ta nói. Vì ví dụ cái chính sách kinh tế ông ta nói rất là đúng. Yeah. Còn ông kia là toàn nói tao lao hết. À, ông kia là ông nào? Ông kia là ông Trung. À. Thì là nói là không có đúng. Người ta hỏi một câu, ông ta trả lời một cái khác. Ví dụ, người ta trả bây giờ nuôi con tốn nhiều tiền, ông ta trả lời sao? Ở ờ, đánh gôn chứ, thì nó không có dính vào gì cả. À. Nhưng mà người Việt Nam mình nói là lấy vũ, vì Việt ta đó, thì đó đó là chỗ đó đó. Nhưng mà cái đó, đó là đâu là... có phải là đúng. À, lấy vũ có gì đó, cả cả vũ lớp bạn em đúng đúng đó, đúng. Nhưng à. mà như vậy đó đâu có phải là sự thật yeah. đúng không? Đúng Trong một cuộc tranh luận đó, anh có thể nói được nhưng mà như mà cái substance, cái sự thật đó nó vẫn còn đó ông ta nói là kinh tế dưới thời ông ta là tăng trưởng ghê lắm đâu có phải con số nó cho thấy là không phải sự thật dạ vâng vâng rất tiếc thời gian hết giờ cho nên một lần nữa tôi thắng và luật sư tiến sĩ tiến sư, đinh sư, đinh sư, đinh sư, đinh sư xin cảm ơn quý giả của và xin hẹn quý giả trong chương trình thế giới trong tuần của tôi trong tuần này xin cảm ơn quý giả